freestyle, freestyle hình thái tự nhiên. Sau đó thì các em đã tập cắm một cái bình kiểu Shokashimota. Bây giờ thì sẽ hướng dẫn cắm cái kiểu Chiyuka freestyle. Hả? Cái kiểu freestyle này được Ikenobu là cho ra đời vào sau chiến tranh thế giới thứ hai. Tức là freestyle thì sao? Vì khi chúng ta cắm cái kiểu Moribana thì chúng ta cũng phải theo những cái quy luật tự nhiên nè, đúng không? Chúng ta theo quy luật tự nhiên rồi chúng ta hãy phân tích cắm theo cái hướng ánh sáng của hoa lá cảnh. Và trong cái Moribana cũng có những cái ví dụ như là ba thành phần như là Shin Soita rồi Ashina. Nhưng mà trong cái freestyle này nó không có cái hình thái định sẵn, nó không có những cái quy luật định sẵn, mà người cắm được thoải mái hơn, được thoải mái sử dụng và kết hợp các nguyên liệu được tự do hơn. Và đặc biệt cảm thấy như là cái này thì sử dụng cái lọ do Lê Hằng Nga gốc xứ Bắc Tràng là gọi là có cái hình thái rất là thú vị, góc cạnh khác nhau. Cho nên là chúng ta có nghĩa là trong freestyle này nó chúng ta có rất nhiều chọn lựa về lọ để cắt. Ví dụ thật chúng ta có thể sử dụng như lọ bằng crystal, lọ bằng nhựa, không vấn hay là bằng những cái nguyên vật liệu khác nhau, đúng không nào? Nhưng mà không nhất thiết phải dùng những cái lọ tức là có nhiều tự do trong cái chọn lựa và kết hợp nguyên liệu để cắm. Và đặc biệt cái freestyle này là khi chúng ta có một cái cơ bản kiến thức cơ bản về Ikebana, rồi chúng ta được tự do diễn đạt, đúng không? Chúng ta được tự do diễn đạt những cái sự cảm xúc của mình, cảm nhận của mình về hoa lá, rồi chúng ta ví dụ như là được tự do sáng tác, sáng tạo theo cái sự tưởng tượng của mình, có nghĩa là nó không có giới hạn, đúng không nào? Ví dụ như là, nhưng mà trong Ikebana freestyle chúng ta cũng nên để ý cái kết hợp nguyên vật liệu sau cho nó đẹp phong phú. Ví dụ các em thấy không, cái asparagus mia này mà các em gọi là cỏ đuôi chồn ok, thì nó có cái hình thái rất là thú vị, đúng không nào? Đường nét, đúng không? Do đó thì chọn cái này để tạo cái đường cong, cái kết, cái hay đường nét hay là gọi là line trong Ikebana. Các em thấy không? Nhìn rất là thú vị. Chúng ta dùng cái này để tạo không gian ba chiều và cái đường nét rất là thú vị. Rồi, ví dụ như là cái hoa này, cái hoa lan đất này, chúng ta điểm thêm nó để tạo ra cái màu sắc, nhưng mà cái hoa này nó rất là nhẹ nhàng, đúng không? Ví dụ như là chúng ta kết hợp với nhau đó, chấp nhận chúng ta tạo đường nét và điểm thêm cái hoa này là tạo cái không gian để cái đường nét để mà nêu bật cái nét đẹp của những cái hoa tím là đậm đẹp rất là dễ thương. Thì ví dụ như khi chúng ta cắm như vậy, sau đó thì cái này là gì? Bề mặt, đúng không? Cái chiếc lá cỏ này rất là thú vị, bởi vì nó có bề mặt đẹp và nó lại tương phản với những cái cành mong manh, những cái cành đường cong của cái asparagus. Thì như vậy thì như là cái này, do đó chúng ta sẽ diễn đạt cái này như là bề mặt chẳng hạn, đúng không? Khi chúng ta cắm chúng ta tức là diễn đạt theo cái bề mặt và có thể dùng hai ba lá khác nhau để tạo độ sâu bề mặt. Và đặc biệt là cái hoa mặt trời này, hoa hướng dương này là sao? Mass. Quý vị nhìn cái khối rất là mạnh, đúng không? Và chúng ta dùng cái hoa hướng dương này để làm cái gì? Cái điểm nhấn rất là thú vị, đúng không nào? Cái điểm nhấn. Và đặc biệt là trong cái kiểu freestyle thì cái hoa này nó có tác dụng là nó kết nối giữa cái khóm hoa bên trên, không gian bên trên, cái bình hoa với lại cái chậu, cái lọ cắm. Vì trong freestyle là cái lọ nó chiếm 50%, đúng không? Do đó phải chọn cái lọ sao cho nó phù hợp với cắm kiểu freestyle. Và chúng ta thêm nữa cái này là gì? Hòn điểm. Bởi vì cái hoa cúc xanh này rất là dễ thương, nó có nhiều điểm khác nhau và chúng ta dùng nó để kết thúc cái bình hoa, ví dụ dùng để che sớm để kết thúc bình hoa. Và đặc biệt cái lá dương sĩ này cũng vậy, rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng, mảnh mai, dùng để như là hoa phụ để mà che kenza hay che sớm rất là thú vị. Rồi bây giờ
Thì trong cái freestyle này chúng ta có thể cấm bằng Kenzan, chúng ta có thể cấm bằng shop. Ví dụ như cái bình này, thật ra thì nó cũng có cái Kenzan hình tam giác ta cho vào, nhưng ở đây là hiện nay là thầy không có mang theo cái Kenzan tam giác, do đó dùng shop cấm, đúng không nào? Còn hay là cái bình của khoai mật, ví dụ như là cái bình nó có cái dáng rất là đẹp, rất là elegant, nhẹ nhàng và rất là ấn tượng. Nhờ đó mà khó cấm, ví dụ cái trường hợp chúng ta khó dùng xốp mà cũng không thể nào đặt trên răng vì nó quá nhỏ. Trong trường hợp này cái miệng nhỏ chúng ta sẽ dùng cái technique nagai, có nghĩa là cặp cành lá không cần kênh răng, đúng không? Nhưng mà do cái miệng bình nó hẹp cho nên là nó, khi mà chúng ta đặt nhiều cái cành với nhau nó cũng có thể là giữ cố định cho các cái cành, nhưng nó sẽ khó cặp. Black bạn ấy sẽ cố gắng và xoay sở rồi vì không kênh răng, không sợ thì không. Do đó khi mà chúng ta cấm rồi đó, các em thấy thầy đã chọn nguyên kết hợp nguyên liệu cho các em rất là thú vị, gồm có kết, ví dụ như bây giờ, và sau đó thì mình sẽ diễn đạt. Ví dụ như cái cỏ asparagus, cỏ đuôi trợ, ví dụ chúng ta cấm làm sao mà tạo cái đường cong quyển chuyển, movement, very interesting. Quay từ phía sau này.